Chào các bạn đến kênh Xe Phong Cách 24 giờ. S&T Channel 10 trong bản đồ đầy đơn giản và phá cách. Đến với bản đồ S&T Channel 10 dưới đây có một dân chơi tại Bắc Ninh. Chiếc xế được chủ nhân dọn lại với vẻ ngoài có chút thay đổi nhẹ, đủ tạo ấn tượng để đem lại sự tinh tế cho chiếc xe. Một bản đồ đơn giản nhưng đầy phá cách. S&T Channel 10 độ đơn giản nhưng đầy phá cách. Vẻ ngoài chiếc xế nhìn rất đơn giản như nguyên bản, với bộ cánh xanh CB bên cạnh là những thay đổi chi tiết đủ để tạo ấn tượng. Ấn tượng ở dàn đầu, loại bỏ chói đèn chiếu sáng, thay vào đó là dàn đầu đến từ chiếc Novo 5, tạo nên một phong cách thật độc đáo. Ngay giữa đó là bộ đèn LED L4, thay cho phần đầu đèn chiếu sáng. Bên cạnh dưới cụm giảm sóc của dàn chân trước còn được trang bị thêm LED L4, cũng như tăng thêm phần chiếu sáng cho chiếc xế. Thay đổi dàn chân mạnh mẽ và thể thao hơn với mâm axial nổi bật đi cùng với vỏ Michelin Bullet Sheet, giảm sóc trước được độ lại với phục SH cứng cáp hơn. Tháo dây chắn bùng, đưa biển số vào gầm xe, tăng thêm phần thể thao cho chiếc xế. Cụm gác chân cũng được độ lại đi kèm với số gãy CNC, tăng thêm phần sắc sảo cho chiếc xe hơn. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này. Hẹn lại ở clip kế tiếp. Nhớ like hoặc share nhấn subscribe.